nó không có miếng hơi luôn nè. Nó chỉ hiện hơi. Đẩy đẩy nó có hơi không? Đẩy nó lên được tua khoảng 2.000 xong rồi nó tự hợp xuống rồi à. Nhưng không biết sửa. Cái này xa lắm rồi, tìm nó xa lắm rồi, giờ không thể đúng rồi không? Chú kéo đẩy hả? Chú giao thông. Là quay lại cái trụ sở công an của anh hồi nãy. Chú giao thông nha. Gửi cho ông. Gửi hả? Gửi là chỉ gửi cái trụ sở cái anh công an hồi nãy thôi. Một gửi hai, gửi cho anh nhận á. Nhưng còn cái vấn đề. Gửi chừng nào lấy? Gửi từ ngày mai. Dòng dài hả? Đồ 80 mấy cây. Tự nhiên tới đó tới tắt rồi, tắt máy luôn á hả? Tự nhiên đang chạy lên bình thường cái tắt ngang luôn á. Bật điện pha đèn led được không? Thử. Ta thì vẫn bình thường, bình này nó ok mà. Bình bugi này nó vẫn ok, anh kiểm tra hết ở nhà rồi. Định lên băng đen á, mà giờ cái xăng cái xe này nó bị bật xăng á, giờ xăng này nó không để về nổ được. Giờ em gửi đây cho mày ngày mai bán tải lên lấy thôi. Chạy về băng đen nổi hả? Đi xe nó không có đè lên được á chú. Giờ đẩy không nổi. Rồi em đẩy. Em nhắc cái xe mình xác vô rồi đẩy cái xe mình vô góc đi. Xin ảnh địa chỉ cái số điện thoại của ảnh đây luôn. Cái gì họ có gì mình cái này của mình địa chỉ là gì ạ?